Chiều 24 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long, 26 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, khi đang lẫn trốn tại tỉnh Gia Lai. Đối tượng đã sát hại chủ tiệm spa Hương Rosa ở khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa để cướp tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 3, sau khi nhận tin báo chủ tiệm spa Võ Thị Mỹ Hương, 41 tuổi, bị sát hại cướp tài sản, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Biên Hòa khám nghiệm hiện trường, tử thi, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ sau một ngày xảy ra vụ sát hại lực lượng phá án đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn là lê minh long khi đang lẫn trốn tại xã ia huyện la ba tỉnh gia lai liền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này bắt giữ qua đấu tranh bước đầu long thừa nhận đã sát hại chị hương để cướp tài sản hiện lực lượng phá án đang di lý đối tượng về đồng nai để phục vụ công tác điều tra làm rõ xử lý theo pháp luật